Xin chào các bác, em bên Shop Đồng Đại Bái đấy ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác chiếc lục bình kèm bó hoa sen đồng ạ. Đây là lục bình và bó hoa sen đồng màu hun nâu giả cổ, được xuất xứ tại làng nghề Rú Đồng bọn em. Hôm trước là em giới thiệu với các bác lọ hoa rồi, nên hôm nay em giới thiệu với các bác lục bình. Đây các bác dòm qua chi tiết sản phẩm đây. Bó hoa này hoàn toàn bằng đồng nha các bác. Đồng là rát rất là mỏng luôn. Đấy, rát mỏng. Cánh hoa rát mỏng như tờ giấy luôn ạ. Đây là bó hoa 10 bông của bên em. Đây các bác dòm này. Đây là màu hun nâu giả cổ nha các bác. Bên em có 4 màu là màu vàng bóng, màu vàng đậm, màu ánh tím và màu giả cổ. Đây các bác dòm đấy. Đây là màu giả cổ. Còn đây là chiếc lục bình. Đây các bác dòm. Chiếc lục bình. Các đường vân chi tiết chạm nổi rất là sắc nét luôn nha các bác. Đây các bác thấy không? Quá sắc nét luôn đó. Lục bình mặt này là chạm nổi những cành mai và những chú chim. Và mặt bên này là chạm hoa cúc nha các bác. Mặt bên này chạm hoa cúc. Đôi lục bình đó. Hàng bên em là hàng đồng chất lượng, nguyên tem bảo hành các thứ luôn nha các bác. Đấy. Bên em là hàng đồng chất lượng không ạ. Đây các bác dòm hàng đồng. Với cái kích thước của chiếc lục bình này là 32 cm. Nếu mà mình cắm thêm hoa vào thì nó sẽ cao lên đến 75 cm. Vì cái bó hoa này là cao 75 cm nha các bác. Vì cái lục bình này bằng đồng nên các bác có thể cắm hoa tươi thì nó cũng không sao hết. Nó cũng không ảnh hưởng. Nó là không giống như gỗ. Mình cắm hoa tươi mình đụng nước vào nó hay bị mục. Nhưng mà đây là đồng thì mình quá yên tâm rồi. Đấy. Với cân nặng của chiếc lục bình này và hoa là 3 kg nha các bác. 3 kg. Các bác thích mình lục bình hay là thêm cả hoa cũng được, vẫn đẹp cả. Đấy nên các bác thấy hàng bên em còn những 4 màu như em vừa nêu tên với các bác đấy. Cho nên là bác nào mà thích màu nào cũng có. Đấy nên bác nào mà muốn mua thì để lại số điện thoại cho em, hoặc liên hệ với em qua số điện thoại 0836 173 950. Có Zalo nha các bác. Em cảm ơn các bạn đã xem video. Em chào các bác ạ.